Thưa quý vị, hiện nay dịch COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia. Tính đến 12 giờ ngày 4 tháng 3 năm 2020, toàn thế giới đã có hơn 93.000 ca xác định dương tính với COVID-19, trong đó có hơn 3.200 người tử vong. Điều đáng lo ngại là dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng ở các quốc gia ngoài Trung Quốc. 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã xác nhận có các trường hợp dương tính với COVID-19 và có một phương tiện vận chuyển quốc tế. Hàn Quốc đang trở thành tâm dịch lớn thứ hai trên thế giới với hơn 5.300 ca xác định dương tính với COVID-19. Tại Việt Nam, hiện không có thêm trường hợp dương tính với COVID-19. Hiện nay, trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khiến tâm lý người dân lo lắng, đổ xô đi mua khẩu trang và các dung dịch rửa tay sát khuẩn. Lợi dụng nhu cầu tăng cao, một số tổ chức cá nhân đã bán ra thị trường qua các kênh bán hàng trực tuyến và mạng xã hội. Nhiều chuyên gia lên tiếng cảnh báo người dân cần thận trọng khi mua những sản phẩm này, tránh hậu quả vừa mất tiền vừa mất an toàn khi sử dụng. Lướt qua các kênh online thì tràn ngập rất nhiều loại khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn, được người bán hàng quảng cáo là chất lượng tốt, có lớp kháng khuẩn virus. Một số trang Facebook còn giới thiệu là sản phẩm của các cơ quan nhà nước, đơn vị sản xuất có uy tín. Chị Võ Lưu Cẩm Nhung, ngụ tại phường 3, thành phố Tây Ninh cho biết, do lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, được Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa, trong đó có biện pháp đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, nên chị cũng tìm mua các sản phẩm này. Tuy nhiên, với tình trạng khan hiếm khẩu trang tại các cửa hàng y tế hiện nay, thì mua trực tuyến trên mạng được chị ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên, khi nhận được khẩu trang và sử dụng, chị cảm thấy ngứa và khó chịu. Chị nghi ngờ mua phải khẩu trang kém chất lượng nên cùng chồng kiểm tra. Sau khi tra cứu thêm thông tin, chị phát hiện sản phẩm này không có giấy phép sản xuất, không được chứng nhận tiêu chuẩn y tế. Tình hình là hai vợ chồng em là đều làm cái công việc là tiếp xúc khách hàng. Trước cái dịch bệnh này thì khẩu trang rất là khan hiếm luôn. Rồi vợ chồng em đi tìm mua ở mấy cửa hàng y tế và tiệm thuốc đều không có hết. Lướt trên Facebook thì thấy có nhiều chỗ bán khẩu trang thì vợ chồng em cũng có đặt mua. Mua về thì bán vô một bịch 10 cái vậy đó, nhưng mà không có nhãn mác gì hết. Khi đeo thì nó cảm thấy nó ngứa ngứa mặt, cho lại cái chất liệu khẩu trang nó rất là cứng, dây đeo thì rất là dễ đứt luôn. Và vô tình là chồng em có xé ra thì thấy trong đó có một lớp giấy mỏng như là giấy vệ sinh vậy đó. Thì em không biết là khẩu trang này nó có chất lượng hay không, mà nó có giúp được mình phòng ngừa được cái dịch bệnh mùa này hay không. Với lại trước cái tình hình dịch bệnh mà ngày càng phát triển như vậy thì em cũng đành mua để đeo đỡ thôi, chứ giờ không có sự lựa chọn nào khác hết. Theo các lực lượng chức năng, sau khi dịch COVID-19 bùng phát, mặt hàng khẩu trang y tế liên tục khan hiếm, cháy hàng do nhu cầu mua khẩu trang phòng chống dịch bệnh tăng cao. Lợi dụng tình hình trên, một số đối tượng thu mua găm hàng và đầu cơ khẩu trang y tế. Mặt khác, các ngành chức năng cũng phát hiện nhiều đối tượng sản xuất khẩu trang giả hoặc không đảm bảo chất lượng. Đơn cử như vào ngày 1 tháng 3 năm 2020, Tổ công tác biên phòng, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cũng đã phát hiện và thu giữ hơn 17.000 chiếc khẩu trang của bà Nguyễn Thị Lệ, ngụ ở thôn 5, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Theo khai nhận ban đầu, bà Lệ mua số khẩu trang của một người đàn ông trên mạng Facebook. Tuy nhiên, bà Lệ không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của khẩu trang y tế. Trước đó, ngày 27 tháng 2 năm 2020, Công an thành phố Tây Ninh cho biết vừa phát hiện lập biên bản xử lý vi phạm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên GL Cơn Lốc chuyên sản xuất khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp ở phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh. Tiến hành kiểm tra công ty, lực lượng Công an thành phố Tây Ninh phát hiện có 5.003 vỏ hộp khẩu trang chất liệu giấy gắn biểu tượng hàng Việt Nam chất lượng cao 2014 Made in Việt Nam, 417 kg vải không dệt SMS nhãn hiệu Amimesco, dán nhãn hiệu nước ngoài. Quá trình làm việc, một số mặt hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Ngoài ra, công ty còn vi phạm về các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu 417 kg vải không dệt nhãn hiệu Amimesco, về hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hành vi sử dụng biểu tượng hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2014, không có giấy tờ chứng minh, vi phạm cung cấp thông tin không chính xác cho người tiêu dùng theo quy định và hành vi sử dụng mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm hàng hóa sản xuất tại Việt Nam mà chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cho phép bằng văn bản. Các loại khẩu trang y tế sản xuất trái phép thường được bán lén lút hoặc thông qua các trang bán hàng online để tránh sự kiểm tra xử lý của các ngành chức năng. Theo các khuyến cáo của ngành y tế, người dân nên thận trọng khi chọn mua các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nên chạy theo tâm lý đám đông, mua hàng để trấn an tâm lý. Trên thực tế, suốt thời gian qua có khá nhiều trường hợp sử dụng khẩu trang tùy tiện, không đúng cách, làm tăng nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh.
Để đảm bảo sức khỏe thì theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì việc để đeo khẩu trang cho nó đúng cách và khẩu trang để đảm bảo cho sức khỏe người dân để phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì thứ nhất là mình đeo khẩu trang là khi mình đến trên những chỗ đông người, ví dụ như là chúng ta sẽ đi đến những nơi như là sân bay, nhà xe, rồi bến tàu, rồi hoặc là những nơi mà như là khu thương mại, rồi chợ thì chúng ta nên cần phải đeo khẩu trang, mà đặc biệt thì chúng ta đeo khẩu trang chủ yếu là để ngăn cái sự mà lây lan bệnh, thứ hai là bảo vệ sức khỏe cho mình. Mình thấy, Bộ Y tế khuyến cáo mình nên không có khẩu trang y tế, chúng ta sử dụng khẩu trang vải cũng được, nhưng mà sau khi mình khẩu trang vải mình đeo thì chúng ta phải giặt thì chúng ta sử dụng lại được. Chứ còn tình hình khẩu trang y tế đang khan hiếm, nhiều khẩu trang giả là có một số là những người lợi dụng cái dịch rồi chúng ta đi thu gom những khẩu trang đã qua sử dụng xong rồi chúng ta về chúng ta để tái chế lại, nó không đảm bảo bây giờ. Cái thứ hai nữa về cũng về đeo khẩu trang thì đeo khẩu trang đúng cách thì chúng ta nên cần phải đeo khẩu trang, thứ nhất là khẩu trang tới đeo chúng ta có cái nhận thức, người ta cũng đã có cái hướng cái những cái để cần để chúng ta đeo cho nó đúng. Thí dụ như khẩu trang tế thì có những cái nếp xếp thì chúng ta đeo và có hai mặt, một mặt sẫm màu và mặt lợt màu, thì chúng ta đeo mặt sẫm màu ra phía ngoài. Và có cái khẩu trang nó có những cái nếp xếp thì chúng ta đeo những nếp xếp nó xuôi xuống để khi mà những cái người mà đối diện mình người ta có thể là hắt hơi hay là ho nó văng những cái giọt tiếng nó bọt ra thì nó sẽ vào khẩu trang, thì nó có những cái giọt nước nó sẽ chảy xuôi xuống luôn, không động lại trên khẩu trang. Còn cái mặt lợt thì chúng ta nhằm là để hạn chế cái khi mà mình có ho hoặc khát, hạn chế những cái giọt bắn của mình ra bên ngoài. Thưa quý vị, hiện dịch COVID-19 chưa có vaccine phòng ngừa và thuốc đặc trị. Do đó, người dân nên chủ động bảo vệ sức khỏe bằng nhiều cách như cung cấp đủ chất dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, trái cây các loại giàu vitamin C, D, giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người. Tuy nhiên, mọi người hoàn toàn có thể sử dụng khẩu trang vải tái sử dụng để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình với điều kiện thường xuyên giặt sạch bằng xà phòng diệt khuẩn, phơi nắng, ủi nhiệt độ cao. Tuy vậy, việc sử dụng khẩu trang vải cũng nên chọn loại vải phù hợp, bảo đảm vừa vặn. Mặt khác, người dân cũng nên thực hiện tốt các khuyến cáo thường xuyên của Bộ Y tế để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho phù hợp. Chuyên mục phòng chống dịch COVID-19 hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem và cập nhật những thông tin mới nhất về dịch COVID-19 hàng ngày lúc 18:30 trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng số, YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại!